chuyên viên địa ốc Kennedy Ngô bán nhà trong vòng 7 ngày, bán nhà giá cao, định giá nhà miễn phí. Bán nhà với Kennedy Ngô, quý vị sẽ được free tẩy rửa và làm sạch sẽ căn nhà trước khi bán. Free professional trang trí đẹp nội thất để hấp dẫn người mua. Free professional photo, virtual tour, free quảng cáo online trên hơn 800 website và classified ad. Free quảng cáo trên báo, TV, radio và talk show. Free quảng cáo qua direct mail cho hơn 15.000 agents. Free MLS listing. Để biết thêm chi tiết xin gọi Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Để biết trị giá căn nhà của quý vị xin vào website dinhgianhamienphi.com hoặc cũng lại gọi cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Kennedy Ngô cũng nhận làm refinance hoàn toàn miễn phí để hạ tiền trả mortgage hàng tháng, thanh toán nợ tín dụng, combine first and second loan, lấy tiền ra để tân trang căn nhà hoặc lấy tiền ra để kinh doanh. 408-775-6563. Kennedy Ngô 408-775-6563. Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Địa ốc hôm nay với Kennedy Ngô. Số điện thoại của anh Kennedy là 408-775-6563, 408-775-6563. Quý vị muốn biết những tin tức liên quan tới thị trường địa ốc ngày hôm nay tại vùng Bay của chúng ta, quý vị vào website kennedyngo.com hoặc là diaochomnay.com. Và nếu mà quý vị muốn biết giá trị căn nhà của quý vị trên thị trường hiện nay là bao nhiêu, vào website dinhgianhamienphi.com. Còn nếu mà quý vị muốn nói chuyện trực tiếp với Kennedy để tìm hiểu xem là lúc này có phải là lúc tốt nhất để bán căn nhà của quý vị, để đổi căn nhà của quý vị hoặc là để mua một căn nhà mới và điều kiện finance như thế nào, làm loan như thế nào, thì quý vị gọi trực tiếp cho Kennedy 408-775-6563. Chào tất cả Kennedy. Chào Nguyễn Khôi, chào khán giả của Đài Quê Hương. Rồi, Tết sắp đến rồi, em có muốn chúc Tết mọi người thì yeah, mời thì em. Dạ, em cũng chúc anh Nguyên Khôi và thính giả của Đài Quê Hương là năm mới nhiều may mắn, những cái người thương gia thì đều phát tài, những người nào mà chưa có nhà thì năm nay sẽ có nhà, và những người nào mà bây giờ mà muốn retire cho năm 2019 này thì nhà sẽ bán lẹ và bán được giá cao, tại vì thật sự năm nay thì cũng rất là lạc quan cho những cái cho cái thị trường nhà, thì ở ngay cái vùng San Jose này đó, thì nhà cũng rất là hot, thì trong cái tuần vừa qua đó thì Kennedy cũng đã giao một căn nhà cho cái người khách, cái nhà mà ở trên đường Derby, thì đã giao chìa khóa hết tất cả mọi thứ trong tuần này. Và cái căn nhà trước đó nữa đó thì một cái căn nhà mà ở đường ở trên Antioch mà khách hàng mà nhờ Kennedy bán á, thì có thể là trong tuần này đó sẽ xong, sẽ giao nhà xong luôn. Và contract chưa? Đã vô contract rồi, rồi họ đang làm loan, chắc có thể là trong tuần này đó là sẽ xong, là sẽ giao nhà cho cái người khách mới. Cho người chủ mới. Thì Kennedy thấy cái thị trường nhà cũng rất là hot, có nhiều người khách hàng á, Kennedy giúp cho họ đi kiếm nhà, coi nhà, thì họ cũng giờ cũng có multiple offer, xuống mấy căn nhà bây giờ đó thì cũng bán cũng rất là lẹ. Kennedy thấy mà căn nhà nào mà đẩy giá mà good price đồ này nọ thì họ cũng có 5-7 cái offer, có gái cũng vẫn có chục cái offer. Cái thị trường nhà đó thì cũng rất là hot, mà Kennedy coi do some research đó thì San Jose mình đó là một trong những cái thành phố mà nhà đồ mắc nhất. Nếu mình nhìn thấy giống như là ở này là nói là cả thế giới luôn á, là Hồng Kông là đứng đầu nhà, đó là rất là mắc. Giá nhà cao phải không ạ? Giá nhà cao, và ở San Jose mình đó là cũng là một trong năm cái thành phố. Để Khôi ngoái về sau để nhìn xem cái những thành phố nào nổi tiếng thế giới mà giá nhà bây giờ đang là cao nhất. Thưa quý vị, đầu cái list là Hồng Kông, sau đó là Vancouver, Canada, đến Sydney, đến Melbourne là hai thành phố nổi tiếng nhất của Australia, của Úc. Rồi tiếp đó là San Jose, và kế San Jose là Los Angeles, rồi kế Los Angeles là Oakland là thành phố, là thủ đô của Tân Tây Lan, rồi đến San Francisco. Có nghĩa là 10 thành phố đầu tiên đứng đầu list mà giá nhà bây giờ đang cao nhất, thưa quý vị. Thì trong đó là có 3 thành phố của tiểu bang California này. Và trong 3 thành phố này thì có 2 thành phố là ở tại miền Bắc California, và sang người chúng ta là coi như là đứng đầu trong cái những thành phố của nước Mỹ. Cái giá nhà bây giờ rất là cao, thưa quý vị. San Jose là San Francisco. Tiếp đến là San Francisco. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là thị trường nhà đất rất là vững mạnh trong vùng này. Đúng vậy Nguyên Khôi, tại vì bây giờ đó thì cái economy, cái kinh tế rất là strong, rất là mạnh. Tại vì những cái công ty thì họ rút về cái nước Mỹ ở vùng Bay Area này đó, thì nhiều cái lời đồn đó, nó là nhiều cái hãng xưởng nó sẽ start public, nó go IPO. Số kinh tế đây thì rất là mạnh, ở ngay San Jose này đó, việc làm đó thì nó rất là nhiều. Và cái demand, những cái người mà có nhu cầu đi mua nhà đó thì nó cũng càng ngày càng nhiều.
nhiều hơn, cái càng ngày càng nhiều hơn, cái số lượng người mua nó nhiều hơn là số lượng của cái người bán. Rồi những cái người builder đó thì build tiếp tục xây nhà, tiếp tục xây nhà, mà cái demand đó thì nó cũng rất là mạnh. So kinh tế thì cũng rất là strong. So that's why đó là Zillow predict ở San Jose trong năm 2019 này nó sẽ tiếp tục, nhà sẽ tiếp tục tăng, và ở vùng Bay Area này cũng sẽ tiếp tục tăng, ở quận hạt Santa Clara này cũng sẽ tiếp tục tăng, Alameda, quận hạt Alameda cũng sẽ tiếp tục tăng. So bởi vậy những quý vị nào mà chưa có mua được nhà đó thì nên mua nhà, tại vì bây giờ mình không mua nhà để nó lên cao quá thì mình càng khó khăn để mình mua nhà hơn. Thì trong cái thấy tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì trường nhà hơi cool down. Nhưng bây giờ cái bắt đầu nó khởi sắc trở lại, nhiều cái căn nhà thì cũng có nhiều offer vô. So bởi vậy nếu vì nào mà chưa có mua được nhà đó thì cái đây cũng là good time để mình đi mua nhà. Và quý nào mà bán nhà thì đây là cái thời điểm rất là tốt, gọi là giờ rất vàng đó. Thời điểm vàng để mà bán nhà là tại vì giá nhà cao, phải không? Giá nhà thì cao, kinh tế thì mạnh, nhu cầu người ta đi mua nhà thì nó cũng vẫn còn really strong. Bây giờ đó thì kinh tế cũng rất là strong, và tiền lời đó thì hôm nay cũng rất là thấp. 30 năm chỉ có 4.5 và 15 năm chỉ có 3.75. So cái tiền lời cũng ảnh hưởng rất là nhiều cho đến cái thị trường nhà. Thì quý vị thấy lúc trước lên đến 5.5.125, bây giờ giảm xuống chỉ có 4.5 thôi, coi cho 30 năm. Thì có thể là cái khả năng người ta mua nhà nó một thời gian cái thị trường tự điều chỉnh, không em? Đúng, lên cao quá người ta bị chao đảo, người ta không mua nhà hay là business bị đứng lại thì nó tự động nó điều chỉnh lại. Nhưng mà 30 năm với tiền lời 4.5 là cũng rất là rẻ, và 15 năm chỉ có 3.75. Thì nếu vì nào mà bây giờ muốn refinance, tái tài trợ, hay muốn cash out ra một số tiền, hay là mình muốn tăng trang lại căn nhà của mình, có thể là nhà mình lúc trước thì nó square feet nó nhỏ, thì bây giờ mình có thể rút ra một số tiền để mình add thêm square feet vô trong căn nhà của mình, hoặc là mình rút ra một số tiền để mình thanh toán hết tất cả những cái nợ, hay là mình rút ra một số tiền để mình enjoy life, hoặc là muốn mở cái business. Thì nếu vì muốn refinance, tái tài trợ thì vì cũng vẫn có thể gọi cho Kennedy. Kennedy có thể giúp quý vị làm refinance, tái tài trợ, no point, no cost, mình cũng không cần tốn tiền gì hết. Và được tiền lời bây giờ cũng rất là rẻ, 30 năm chỉ có 4.5 và 15 năm chỉ có 3.75. Số điện thoại để quý vị gọi cho Kennedy là 408-775-6563, 408-775-6563. Đó là việc điểm qua về cái tình hình thị trường địa ốc toàn thế giới, về vùng bay của chúng ta, và vừa rồi là những tin tức liên quan tới vấn đề tiền lời để quý vị có thể mượn nợ để mua nhà hay là refinance, tái tài trợ. Thì quý vị gọi cho Kennedy biết thêm chi tiết 408-775-6563. Yeah, và San Jose expect thị trường nhà sẽ tiếp tục tăng, và có thể là tăng mười mấy phần trăm trong cái năm 2019. Thì em có biết là anh lái xe đi nghe trên cái đài Mỹ, đài CBS họ nói về cái thị trường địa ốc đó, thị trường mà nhân dụng, tức là về vấn đề công ăn việc làm đó. Thành phố San Jose là thành phố coi như hiện nay đứng đầu trên thế giới về cái tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, tức là hầu như người dân ở San Jose này lúc này đi tìm việc làm rất là dễ dàng, và đó là một cái điều thuận lợi khiến cho cái giá nhà càng ngày nó càng tăng. Đúng rồi, kinh tế là ảnh hưởng rất là nhiều so với that's why ai cũng muốn bu lại chỗ San Jose ở, tại vì ở đây việc làm thì rất là nhiều, kinh tế thì rất là mạnh, nhưng mà giá nhà thì cũng rất là cao. Nhưng mà phần đông những cái người nào mà ở vùng này đó thì income họ cũng rất là khá. Thì cái demand đó thì nó cũng vẫn còn ở đó, nhà thì vẫn tiếp tục tăng. Nếu vì nào bây giờ chưa có chưa có nhà thì cũng cố gắng để mua nhà. Tại vì nếu mà không, mà mình đã quyết định mình ở đây rồi, công ăn việc làm mình ở đây, con cái mình ở đây, đi học trường ở đây, mà mình thấy ở đây mọi điều tốt đẹp cho mình, mà mình chưa mua được nhà, mà bây giờ mình có điều kiện để mua nhà lúc này thì mình phải mua thôi. Tại vì nếu không thì mình đi ở nhà mướn thì còn gắng. Bây giờ nhà mướn khó. Những cái căn nhà cho thuê 3.800, 4.000, 4.200, sầu rất là cao. Mà tiền đi thuê nhà thì là tiền mình bỏ ra là mất thôi. Đúng rồi. Còn ở mình, khi mình có căn nhà của mình đó là một số tiền vô tiền gốc, tiền lời mình có thể khấu được trừ thuế. Càng về lâu thì cái nhà nó sẽ tiếp tục lên. Có thể là short time nhiều khi có thể thay đổi, nhưng mà về lâu thì nhà nó cũng lên, tại dân số càng ngày càng đông. Và giống như là cái thành phố San Jose này đó thì nên là lại đồn có nhiều cái hãng xưởng sắp sửa ra IPO, rồi có nghĩa là nhiều người trở thành triệu phú hơn ở trong cái vùng này. Và lần trước mình coi đó là những cái người trung bình average ở đây đó là họ kiếm cũng cái 100.000 mỗi một năm. Thì with that's why đó, nhiều người có tiền thì họ cũng phải đi ra họ kiếm nhà, tức là đâu có ai mà forever mà ở chung với bố mẹ hay là đi thuê hoài đâu. Họ cũng phải somehow some way đó, họ cũng phải
phải có nhà riêng của họ, phải có nhà riêng. So nếu vị nào bây giờ chưa có nhà đó thì Kenny sẽ có một cái căn nhà sẽ giới thiệu đến cho quý vị. Cái căn nhà này đó thì đến 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 xe garage và square feet là 1.344 square feet, mà đất đến 5.676 gần 5.700 square feet, mà nhà đó thì tất cả mọi thứ rất là đẹp, rất là xinh xắn. Ở trên đằng trước nhà mình có thể đậu đến 5 chiếc xe cũng không có thành vấn đề. Người chủ cũng đã tăng trang sơn phết lại hết tất cả nhà từ bên trong bên ngoài cũng rất là đẹp. Mà cái nhà này list với cái giá chỉ có 699.999 mà là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.344 square feet và cái đất là 5.676 square feet. Địa chỉ căn nhà? Địa chỉ của căn nhà là 1067 đường Walnut Wood Court, San Jose, California 95122. Thì căn nhà này là rất là cái địa điểm này cũng rất là thuận lợi. You know, sẽ đi bộ ra cũng supermarket, nhà hàng ăn uống, rồi shopping mall ngay gần khu nào em? Vietnam Town. Đi bộ ra cũng là đến Walmart, Vietnam Town hay là ở Grand Century. Nhà này cũng rất là tiện lợi. Cái người chủ cũng là làm sửa sang căn nhà cũng rất là sạch sẽ. Ở đằng trước cái căn nhà đó thì cũng đã làm landscape, có làm luôn cả dàn đá đồ này nọ, cũng rất là đẹp. Ở bên trong nhà đó thì cái floor plan thì rất là thoáng, trần cao, nhìn cũng rất là modern, rất là đẹp, thì rất là thoải mái, rất là thoáng. Ở trong cái căn nhà này thì anh thấy ông cũng đã sơn phết lại hết tất cả, sàn thì cũng sàn gỗ, dàn bếp thì cũng đã được upgrade, tăng trang lại, granite countertop, wood cabinet, cái cửa vô trước cũng rất là đẹp, rất là xinh. Căn nhà vô cũng rất là thoải mái. Và cái garage đó thẹp invert, giống như là cái convert thành cái garage invert thành phòng. Có nguyên một cái dàn tủ cabinet. Mấy căn nhà nó rất là đẹp. Thật sự anh vừa vô căn nhà thấy rất là thoáng, rất là bự. Vô là giá chỉ có 699.999 mà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.344 square feet, mà đất thì cũng gần 6.000 square feet đất. Và anh thấy kiếm căn nhà như vậy ở San Jose bây giờ rất là khó. Thưa quý vị, có thấy nghe như đối diện đài đó, mấy cái flat, mấy cái gần như là apartment phải không? Mà cả 900.000 một triệu, 1.1 triệu. Mà cái đó là townhouse cột đồ. Bây giờ cái này nhà là single family home mà nó cũng gần. Đặt xe thoải mái mà gần những cái khu shopping ở Việt Nam đó. Thưa quý vị, rất là gần như Kennedy vừa nói. Cũng có thể chưa đến, nhưng mà Kennedy vừa nói là đi bộ mấy phút thôi là tới những cái khu thư sáng ở Việt Nam. Đúng vậy. Và bây giờ cái Google Cabot nó cũng open cũng khoảng chừng 10 phút chạy đến đó, cũng rất là gần. Và anh thấy ở trong phòng nào cũng rất là thoải mái, rất là thoáng, trần cũng cao, cửa sổ thì xung quanh cũng rất là nhiều. Vô căn nhà thì cũng rất là thoải mái, người chủ cũng đã upgrade hết tất cả mọi thứ. Căn nhà này là sẵn sàng open house chưa? Sẵn sàng open house thứ bảy chủ nhật tuần này từ 1 giờ cho đến 4 giờ. Và lần nữa là cái địa chỉ căn nhà là 1067 đường Walnut Wood Court, San Jose, California 95122. Và anh vô anh thấy cái toàn bộ tất cả những cái phòng đồ này nọ cũng tại vì có nhiều căn nhà anh vô anh cảm giác là rất là ấm cúng, nhiều sức sống vô trong căn nhà đó thì rất là thoải mái. Cái living room cũng rất là bự tại vì nó open floor plan, vừa cái living room với lại cái kitchen nó cũng rất là thông với nhau. Và anh thấy mỗi cái phòng thì cũng rất là đẹp. Và ở đằng sau nó có private patio. Và cái đất thì cũng rất là rộng. Nhìn ở đằng sau đó là cái người và người ta chắc xi măng hết rồi phải làm hết tất cả mọi thứ. Nhìn thấy nó cũng rất là đẹp, xinh. Căn nhà này thật sự moving condition. Với cái giá này đó, Kenny nghĩ chắc có lẽ là multiple offer. Cũng chắc nhiều người họ sẽ vô. Tại vì những cái căn nhà single home giống như vậy mà với cái giá này đó thì nó rất là hiếm. Và bây giờ đó thì sẽ có cái nhà open house thứ bảy chủ nhật tuần này. Quý vị muốn biết về căn nhà này thêm hoặc là quý vị muốn hỏi Kennedy về những tin tức liên quan tới căn nhà hoặc là muốn đi xem trước hay như thế nào đó thì quý vị gọi cho Kennedy số điện thoại là 408-775-6563. Còn nếu quý vị muốn đợi ngày open house đến xem căn nhà thì thứ bảy và chủ nhật này hai ngày. Từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Từ trưa đến 4 giờ chiều. Hoặc sự căn nhà này anh Nguyên coi nhìn thấy ở trên đằng trước căn nhà nhìn cũng rất là đẹp. Tại vì nhiều cái căn nhà mình vô mình cũng phải thích nữa. Tại căn nhà đó là nhà mình ở most of the time. Thì mình về mình phải. Tại vì chừng trước cái căn nhà này đó mình có thể đợi đến 5 chiếc xe thoải mái. Tại vì đầu xe cũng là một cái vấn đề rất là nhức nhối ở thành phố sau này thưa quý vị. Tại vì có nhiều căn nhà nhỏ quá không có chỗ đậu xe. Hoặc là chúng ta ở những cái khu mà đông người đó không có chỗ đậu xe, đậu ngoài đường rất là gọi là không an toàn tí nào cả.
mà nhiều khi buổi tối đi làm về mà không chỗ đậu xe, đậu cách nhà cả 10 15 phút đi bộ tới nhà thì trời mưa như thế này không có tốt. Thì nếu mà nhà nào mà có cái chỗ đậu xe thường đó cũng là một cái lợi điểm để mà có thể bán nhà dễ dàng hơn. Đúng rồi, nhưng mà cái nhà này anh Nguyên Khôi nhìn nó coi trước nhà cũng rất là đẹp, rất là xinh, nhìn cũng rất là modern. Ở bên trong thì toàn bộ tất cả mọi thứ upgrade này là move in condition, you know, mình vô trong căn nhà là mình ở thôi. Nhưng mà có nhiều cái căn nhà mình vô mình cần phải sửa sang, mình cũng bỏ có thể là bỏ 60-70 ngàn vô để sửa căn nhà này, đó là đã sẵn sàng mẫu mã the look of căn nhà đúng rất là đẹp. Vô là ở thôi. So tất cả toàn bộ tất cả những cái appliance đều để lại hết, tới cái máy giặt, máy sấy với lại tủ lạnh, để lại hết tất cả mọi thứ cho cái người chủ mới. Và vô căn nhà là mình thấy là cái floor plan rất là thoải mái, comfortable living room, và phòng đầu mỗi cái phòng cũng đều rộng rãi. Hy vọng là cuối tuần này theo những tôi được biết là thời tiết rất là lý tưởng, tức là nắng đẹp, thì quý vị sẽ đến thật đông để đi để xem căn nhà open house. Và trong số những quý vị đi xem nhà sẽ có những quý vị nghĩ rằng đây là căn nhà lý tưởng mà mình đang cần mua, quý vị gọi cho kênh đi để biết thêm chi tiết hoặc là để bỏ cái order xuống 408-775-6563. Yeah, thì đại khái nếu quý vị mà mua cái căn nhà này với down 20% với tiền lời bây giờ là 4.5 thì hàng tháng mình trả chỉ có 2.800 thôi, cộng thuế đất bảo hiểm nhà là khoảng gần 3.800, mà cái căn nhà này mà cho thuê cũng around that price range. Thì nếu mà mình đầu tư hả? Dạ, yeah, nếu mình đầu tư thì mình vẫn cho ta thuê thì hàng tháng mình không phải trả thêm tiền, không phải bỏ tiền túi ra, mà một số tiền nó vô tiền gốc, mình tiền khấu trừ được thuế. Nhưng mà thật sự nếu quý vị muốn mua để nhà ở thì căn nhà này cũng rất luôn là lý tưởng, tại vì cấm nhà 700.000 trở xuống như vậy mà ở San Jose bây giờ không phải là chuyện dễ dàng. Thưa quý vị, không phải là tuần nào cũng có, không phải ngày nào cũng có đâu. Nó lâu lâu mới có một căn nhà với cái giá này ở San Jose. Đúng vậy, và địa chỉ của căn nhà là 1067 đường Walnut Wood Court, San Jose, California 95122. Nhà này 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1344 square feet và đắt đến 5676 square feet lot size. Thì Kennedy sẽ có open house thứ bảy chủ nhật tuần này từ 1 giờ cho đến 4 giờ. Và lần nữa cái số điện thoại của Kennedy là 408-775-6563, 775-6563. Thì nếu quý vị mà gọi cho Kennedy hay là nhắn tin cho Kennedy, Kennedy sẽ gửi những cái thông tin về cái căn nhà này qua cho quý vị. Thì quý vị có thể, you know, show cho những người thân, gia đình quý vị, những người nào mà đang kiếm nhà bây giờ thì có thể đến coi tại căn nhà mà đẹp xinh giống như vậy với cái giá rất là affordable. Và cái camera invert luôn thành phòng, nhà này thật sự vô là rất là rộng, vô là cảm thấy là feel good liền, vô là cái, tại nhiều khi mình ở một cái căn nhà mà vô là có mình đến 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm lận. Rộng rãi thoải mái, tại vì nhiều căn nhà đó nó bự thiệt nhưng mà cái floor plan nó làm căn nhà nó không có thoải mái, nó hơi bị chật chội. Mà cái nhà này bị vô là open floor plan, you know, nhìn rất là hiện đại, modern. Vâng, mời quý vị liên lạc với Kennedy để biết thêm chi tiết về căn nhà, hoặc là quý vị đến trong ngày open house đến xem căn nhà. Và như chúng tôi vừa nói đó, chúng tôi tin là trong số những người đến xem căn nhà hôm đó sẽ có nhiều quý vị nghĩ rằng đây là căn nhà mình đang cần thiết, đây là căn nhà lý tưởng mà mình đang muốn mua để làm tổ ấm, để mà chúng ta có nhiều năm sinh sống trong căn nhà đó. Thì gọi cho Kennedy biết thêm chi tiết 408-775-6563, 408-775-6563. Thì nhân dịp Tết cũng đến rồi, vừa rồi Kennedy có chúc cho đại quý dân, bây giờ Nguyên Khôi chúc lại cho Kennedy nha. Chúc Kennedy làm sao mà làm ăn càng ngày càng phát tài. Phát tài bằng cách làm sao vậy? Được sự tín nhiệm nhiều hơn của quý đồng hương. Nhưng mà với điều kiện là Kennedy phải làm việc tích cực hơn, làm việc gọi là sốt sắng hơn, tận tụy hơn với khách hàng của mình, và cười nhiều để mang may mắn đến cho mọi người. Dạ, cảm ơn coi rất là nhiều. Thì em lúc nào cũng hết lòng giúp cho khách hàng. Khi mà họ cần đến em thì em phải làm sao căn nhà nó có thể đẹp nhất có thể, để làm sao quảng bá cho thiệt là nhiều người biết đến. Thì những cái người nào mà đi kiếm nhà thì Kennedy phải làm sao mà giúp cho họ có được một căn nhà. You know, tại vì em làm cái nghề này thì nó do cái đam mê, với lại em nghĩ là em giỏi về cái việc phương diện này. So that's why những cái người khách mà sau khi mà họ làm việc với em xong rồi, họ cảm nhận được là Kennedy làm good job cho họ. So that's why họ cho testimonial. So hy vọng là trong cái tuần này đó thì Kennedy cũng sẽ giao cái căn nhà ở trên New York, thì cái người khách thì họ nói là sau khi xong hết tất cả họ có thể cho Kennedy những cái lời khen. Thì nhiều khi những lời khen đó nó cũng là động lực để cho mình cái bị tinh thần em thích được người khác khen, người ta khen thì giống như là anh này nói chuyện rất là dễ thương, những người thích cho người khác khen. Muốn cho người khác khen thì mình phải làm cho giỏi, thì người khác người ta mới khen mình làm giỏi, người ta đâu khen mình đâu.
Wow. Thì những cái người khách mà họ làm với em á, thì nhiều khi nó cũng là những cái kỷ niệm khi mà họ làm việc chung với em, thì cũng có nhiều người khách nó ồ sao lâu quá không nghe Kennedy gọi, không biết gì đâu Kennedy như thế nào không thì vâng, có lẽ là chúng tôi sẽ chấm dứt câu chuyện ở đây, và một lần nữa chúc Kennedy thành công tốt đẹp trong năm mới. Và Nguyên Khôi thì vẫn nghĩ rằng là Kennedy là một trong những cái agent chẳng những là làm việc tích cực tận tụy cho khách hàng của mình, bên cạnh đó cũng có cái sự may mắn nữa. Và nếu mà Kennedy may mắn thì những người làm việc chung với Kennedy, hoặc là Kennedy mà làm việc cho ai đó, thì cũng đem đến sự may mắn cho những người đó. Chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn em. Cảm ơn Khôi và cảm ơn em đã lắng nghe Đề Ốc ngày hôm nay, và hy vọng sẽ được gặp em trong cái ngày Open House thứ bảy chủ nhật tuần này từ 1 giờ đến 4 giờ. Và lần nữa cái địa chỉ của căn nhà là 1067 Wildwood Court, San Jose, California 95122. Nhà này đến 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1344 square feet, hành đất đến 5676 square feet. Thì cái địa chỉ Open House từ 1 giờ đến 4 giờ, và hy vọng sẽ được gặp quý vị trong cái ngày Open House thứ bảy chủ nhật tuần này từ 1 giờ đến 4 giờ. Cảm ơn em. Thank you Khôi. Chuyên viên Địa ốc Kennedy Ngô bán nhà trong vòng 7 ngày, bán nhà giá cao, định giá nhà miễn phí. Bán nhà với Kennedy Ngô, quý vị sẽ được free tẩy rửa và làm sạch sẽ căn nhà trước khi bán. Free professional trang trí đẹp nội thất để hấp dẫn người mua. Free professional photo, virtual tour, free quảng cáo online trên hơn 800 website và classified ad. Free quảng cáo trên báo, TV, radio và talk show. Free quảng cáo qua direct mail cho hơn 15.000 agents. Free MLS listing. Để biết thêm chi tiết xin gọi Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Để biết trị giá căn nhà của quý vị, xin vào website đinhgianhamienphi.com hoặc cũng lại gọi cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Kennedy Ngô cũng nhận làm refinance hoàn toàn miễn phí để hạ tiền trả mortgage hàng tháng, thanh toán nợ tín dụng. Combine first and second loan, lấy tiền ra để tân trang căn nhà hoặc lấy tiền ra để kinh doanh. 408-775-6563. Kennedy Ngô 408-775-6563.